hai cuộc hôn nhân sóng gió của vua Charles đệ tam. Vua Charles đệ tam thừa nhận ngoại tình trước khi ly hôn công nương Diana, người vợ thứ hai của ông. Camilla từng mất khá nhiều thời gian mới lấy lại được tình cảm của người dân Anh. Năm 1980, vua Charles đệ tam, lúc đó 31 tuổi, bắt đầu hẹn hò với Lady Diana Spencer, khi đó 18 tuổi. Khoảng một năm sau, Diana nhận lời cầu hôn từ Charles. Ngày 29 tháng 7 năm 1981, ước tính có khoảng 750 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi lễ cưới của cặp đôi tại nhà tờ St ở London. Vua Charles Đệ Tam và công nương Diana có hai con trai, Hoàng tử William sinh năm 1982 và Hoàng tử Henry sinh năm 1984. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm trở nên rạn nứt. Chất lờ được cho là ngoại tình với người yêu cũ Camilla từ năm 1986 tháng 12 năm 1992, cựu Thủ tướng Anh John Major thông báo rằng Charles và Diana đã chính thức ly thân. Mối quan hệ của Charles, Diana và Camilla trở nên căng thẳng với việc rò rỉ bằng ghi âm ngoại tình, sự sâu xé của các tờ báo lá cải và những lời kể đau khổ của công nương Diana trong cuộc phỏng vấn mới Martin Bacchit Năm 1996, Chandler và Diana hoàn tất thủ tục ly hôn. Không lâu sau khi Chandler tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 cho Camilla tại quê nhà. Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997. Chandler và Camilla gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm 1970. Đó được cho là tình yêu xét đánh và cặp đôi bắt đầu một mối quan hệ mà ông mô tả là hạnh phúc và bình yên. Tuy nhiên vì nhiều lý do, cặp đôi đã chia tay. Năm 1973, Camilla kết hôn với Andrew Parker Bow, sau đó có hai con chung là Laura và Tom. Sau khi mối tình của bà với Charles bị phơi bày trước cả thế giới, Camilla ly hôn với Andrew Parker Bow vào năm 1995. Tháng 2/2005, Charles và Camilla tuyên bố đính hôn, 35 năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau vào ngày mùng 8 tháng 4 cùng năm, họ kết hôn trong một buổi lễ với hoàng tử William là phù Nữ hoàng không tham dự lễ cưới nhưng sau đó dự tiệc chiều đãi. Để Diana vẫn là công nương duy nhất của xứ Wales, well, Camilla nhận danh xưng nữ công tước xứ Cồn Quát của hoàng gia Anh. Trong nhiều năm, Camilla bị chỉ trích mang tiếng hủy hoại của hôn nhân đầu tiên của vua Charles Đệ Tam nhưng với nỗ lực cống hiến cho các hoạt động hoàng gia và hỗ trợ hết mình cho chồng, bà dân nhận được sự thừa nhận của công chúng, nữ hoàng và các con riêng của vua Charles. Penny Juno, nhà báo truyền viết về hoàng gia Anh nói, Tôi nghĩ rằng Camilla đã thay đổi Charles. Charles hạnh phúc với Camilla hơn bao giờ hết. Bà là người mang lại sự tự tin và ủng hộ mà Charles rất cần trong suốt cuộc đời và không bao giờ có thể tìm thấy ở nơi khác. Hành trình bà Camilla chiếm được tình cảm từ nữ hoàng Anh. Bà Camilla được cho là đã trải qua hành trình khó khăn nhưng đầy thú vị, đầy từ một người phụ nữ độc ác bị coi khinh trở thành cô con dâu vàng được nữ hoàng yêu mến. Bà Camilla Parker gần đây trở thành nhân vật nhận được sự chú ý của các phương tiện truyền thông sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bày tỏ mong ước chân thành rằng nữ công thức xứ sẽ trở thành hoàng hậu khi con trai lớn của bà, Thái tử Charles, nổi ngôi tuyên bố trên là một sự đảo ngược hoàn toàn so với quan điểm trước đây của Cung điện về vấn đề này. Khi chất lờ cưới bà Camilla vào năm 2005, họ cho biết bà Camilla sẽ chỉ là SOS vương phi khi chồng mình lên ngôi, vị trí mà đại diện của họ từng xác nhận lại với Dưa Tham năm 2020. Người ta cho rằng dường như việc Camilla là một phụ nữ từng ly hôn và bản chất gây tranh cãi trong mối quan hệ trước đây của bà với thần vương xứ Wales well hiện chỉ là quá khứ. Với tuyên bố mới, người trị vì lâu nhất của nước Anh đã mở đường cho con dâu chính thức đảm nhận tước vị được trao cho vợ của một vị vua, trở thành hoàng hậu Camilla, vợ vua Charles trong tương lai. Khởi đầu lạnh giá Thái từ chất từng nổi tiếng khi lừa dối người vợ đầu của mình, công nương Diana Spencer, để qua lại với bà Camilla trong nhiều năm. Việc này từng gây phẫn nộ trong công chúng và khiến Hoàng gia Anh vô cùng xấu hổ. Vì thế, nữ hoàng từng không ưa Camilla, gọi bà là người phụ nữ độc ác đó. Khẳng định ta không muốn làm gì với cô ta sau khi chất thú nhận đã nối lại tình cảm với bà Camilla sau khi đi bộ công nương Diana năm 1996 cố gắng chia cách. Đến năm 2002, nữ hoàng nhận ra chỉ sự phản đối của mình thôi là không đủ để chắt lơ chia tay Camilla. Bà tìm đến sự giúp đỡ của người hậu hoàng gia lâu năm Michael Tweet, người được thuê làm thư ký riêng cho thần vương xứ Wales well, nhằm thuyết phục chắt lơ cắt đứt quan hệ với Camilla. Cuối cùng, động thái này đã phản tác dụng. Thay vì thuyết phục chia tay, bit khuyên lơ nên cầu hôn Camilla và mạnh mẽ ủng hộ việc hai người đến với nhau. Chính trong năm này, Thái tử và bà Camilla đã hợp pháp hóa mối quan hệ của họ trong mắt công chúng Anh, dần tạo thiện cảm với các thành viên hoàng gia. Đến năm 2004, bà Camilla về cơ bản đã trở thành một phần của hoàng gia Anh. Hoàng tử William và Hoàng tử Harry cũng dần tạo dựng quan hệ với bà, thừa nhận Camilla không phải người mẹ kế độc ác mà là một phụ nữ tuyệt vời, khiến cha họ trở nên vô cùng hạnh phúc. Nữ hoàng lúc này đã không còn ác cảm với Camilla nhiều như ngày đầu, nhưng chưa chúc phúc cho cuộc hôn nhân của con trai. Đến Giáng sinh năm 2004, người đứng ngầu ngài vàng nước Anh cuối cùng cũng đồng ý cho họ làm đám cưới. Chiếc nhấn lấp lánh một dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ của nữ hoàng dành cho Camilla là bà đã tặng cho Charles chiếc nhấn có gắn kim cương và đá bài kim lớn lấp lánh. Thái tử đã dùng nó để cầu hôn Camilla với giá trị ước tính 190.000 đô la. Chiếc nhẫn lấp lánh với thiết kế tuyệt đẹp này được xem là một trong những chiếc nhẫn đính hôn lớn nhất do một thành viên hoàng gia Anh sở hữu. Sự vắng mặt đáng chú ý ở đám cưới Tuy đã bật đèn xanh để Chandler và Camilla kết hôn, nữ hoàng vẫn giữ sự dè dặt nhất định. Thay vì tổ chức đám cưới ở nhà thờ, điều có thể gây tranh cãi khi cả hai nhân vật chính đều từng một lần ly hôn. Chandler và Camilla làm hôn lễ dân sự tại Tòa Thị Chính Windsor năm 2005. Tuy nhiên, nữ hoàng không tham dự đám cưới này, bà chỉ có mặt ở tiệc mừng và lễ chúc phúc diễn ra sau đó. Bước ngoặt, Đám cưới của Thái tử Charles và Camilla dường như đã trở thành một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa nữ hoàng Elizabeth đệ nhị với cô con dâu mới. Không lâu sau, hai người phụ nữ bắt đầu cùng xuất hiện tại các sự kiện chính thức của hoàng gia, ngày càng trở nên gắn bó khi có chung các sở thích như cưới ngựa hay săn bắn nữ công thức xứ Cồn Quát cũng dần tạo dựng hình ảnh trước công chúng, tích cực làm từ thiện và đồng hành cùng chồng trong nhiều sự kiện. Nỗ lực đó của bà đã khiến nữ hoàng xúc động, người đứng đầu ngài vàng ngày càng đề cao và yêu mến vợ hai của con trai. Phá vỡ vòng tròn từ bên trong Năm 2016, nữ hoàng bổ nhiệm Camilla vào hội đồng cơ mật, nhóm các cố vấn cao cấp nhất của bà cho thấy sự gần gũi không thể chối cãi giữa họ tháng 12, 2021, nữ hoàng tiếp tục phòng Camilla là quý bà hoàng gia của huân trường trật tự cao quý Gà Tơ, cũng là danh hiệu lâu đời nhất và cao cấp nhất trong lệnh kỵ binh. Ít tuần sau, nhân tuyên bố mừng đại lễ bài kim, bà bày tỏ nguyện vọng Camilla sẽ là hoàng hậu thay vì vương phi lúc con trai lên ngôi.